Bài bồn nước đúng không em? Dạ, bài 1 thôi. Ừ. Em cho nó chạy trong bao nhiêu giây vậy? Trái chị đặt em chọn nhiêu? 30 thôi. 30 rồi. Dạ. Em cho chạy quá tới 300 giây như dài quá đó. Cho nên cái khúc mà nó đi lên nó ổn định đó, em không thấy được cái khúc đó. Cái khúc dữ liệu nó đã ổn định rồi thì em đâu cần thấy làm chi nữa. Tức là em đã điều khiển thành công. Nhưng bây giờ khi em khảo sát thì em thời gian dài quá nên cái khúc quá độ em không thấy rõ. Khi em thấy vậy thì em phải biết hiệu chỉnh thời gian mô phỏng nho nhỏ lại. Vậy là ổn rồi đúng không này? Nói chung là điều khiển được thôi, chứ còn khảo sát em chưa khảo sát, hiểu không? Rồi em thấy cái thời gian quá độ của nó, em sẽ tự đánh giá của thời gian xác lập sai số, xác lập độ vọt lốt gì là thỏa chưa, rồi em thử em đề ra những cái phương pháp để em cải thiện những cái đó coi sao. Có thể thải cải thiện cái chất lượng cái kiểu này thì nó ảnh hưởng kiểu kia, chẳng hạn như em giảm thời gian xác lập thì có thể sai số xác lập nó tăng lên, ví dụ vậy. Nhưng mà mình hiểu cái cách thức hiệu chỉnh để mà khi mình áp dụng bộ điều khiển này, mình biết cái cách hiệu chỉnh sao cho chất lượng mình mong muốn. Ok không? Rồi ok, vậy đó. Ai mà hỏi thầy mà hỏi vô biết mà không nghe thầy nói hồi âm á, thì em đánh ở bên phần chat đó nha. Tại vì nhiều khi thầy mỏi tai quá, thầy tháo cái lỗ tai nghe ra, cái thầy để trên bàn á, thành ra là mấy em đội mic thầy không biết mấy cái khúc đó. Em đánh lên phần chat đó là thầy ơi em muốn hỏi, cái là thầy thấy mình phần chat là thầy biết là mấy em cần hỏi, cái thầy sẽ vô thầy gắn lỗ tai nghe để thầy nghe ha. Vậy là bè của em nộp được chứ thầy? Nộp được nhưng mà điểm thấp nha, tao nói trước 5 hoặc 6 đó, tại em không khảo sát gì hết, cứ lấy cái đó nộp luôn là 5 hoặc 6 đó. Làm thêm cái phần khảo sát nữa thầy. Phải khảo sát tiền xử lý tăng lên, hậu xử lý tăng lên hay cái gì đó, rồi nhận xét thời gian xác lập sai số, lập độ vọt lốn nó ảnh hưởng như thế nào, muốn chỉnh cái thời gian xác lập nhỏ lại thì chỉnh cái gì rồi gì đó, vì cái đó thêm nó mới được điểm cao lên nha. Rồi Bây giờ mình đột là đột kiểu sao thầy? gom lớp trưởng, gom lớp trưởng nộp thầy, Dạ. nói chung là gom hết lớp trưởng mới được. Rồi rồi, rồi.